Hầu Phù Đất Huế của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Tốt, do thí sinh Trần Thị Tú Quyên, số báo danh 027 trình diễn. Bộ trang phục được cảm tác từ phù điêu hình hổ trên vòm cổng đầu hồi của nhiều di tích kiến trúc cổ tại cố đô Huế, mang ý nghĩa về sự trường tồn, xua đuổi tà khí, đồng thời là minh chứng cho tài hoa cùng mắt thẩm mỹ của những người nghệ nhân đất kinh đô xưa. Hổ Phù Đất Huế by designer Nguyễn Ngọc Tốt, performance of Trần Thị Tú Quyên, number 027. The costume was inspired by the image of a tiger on the Dome Gate, gavel of many architectural monuments belonging to the complex of Huế monuments. It carries the meaning of performance, vanishes evil spirit, and is a testament to the talent and aesthetic eye of the artisan of the ancient capital.